nay chúng ta sẽ mở trứng sô-cô-la nha. Cuối cùng, chị Bia Đỏ cũng đã tìm mua được một số trứng sô-cô-la bất ngờ rồi. Bây giờ chúng ta hãy mở ra nha. Đây là những cái trứng sô-cô-la trong bộ phim Trolls, hay còn gọi là những chú lùn tinh nghịch. Rồi, đây chúng ta có 2, 4, 5, 5 nhân vật trong phim những người lùn tinh nghịch thì phải. Rồi, đây là trứng đầu tiên đây. Không biết nhân vật nào bên trong đây, các bạn nào đã xem bộ phim này rồi, hãy cho chị Bia Đỏ biết nha. Chị Bia Đỏ chưa có xem bộ phim này, chỉ xem quảng cáo sơ qua thôi. Đó, chúng ta sẽ tháo ra. Wow, sô-cô-la sữa thật là thơm. Lắc lên nào. Mở ra nào, 1, 2, 3. Bên trong có một vỏ trứng nữa. Chúng ta hãy mở cái trứng này ra luôn. Rồi, sắp xong rồi, sắp ra rồi. Ra được rồi các em. Không biết nhân vật troll nào trong đây đây. Người lùn nào đây. Wow, hình như chị biết để thấy cái gì xanh xanh. Nhưng trước hết chúng ta hãy kiểm tra cái tên của bạn này đã nhé. Những nhân vật troll đây các em. Những người lùn đây. Rồi, chúng ta có bạn Branch. Rồi, đây là bạn Branch. Và bây giờ chị Bia Đỏ sẽ gắn cái đầu của bạn này là gắn tóc lên. Đây là một trong những chú lùn đây các em. Rồi, tóc màu xanh luôn, bạn này là bạn trai. Rất là vui vẻ. Đó. Tiếp tục, chúng ta sẽ mở cái bạn này ra đi. Rồi, bạn này nha, bạn ơi ra đây bạn ơi. Bạn bị dính vào đó luôn rồi. Bạn không chịu ra rồi, đây được rồi các em. Đây là những quả trứng sô-cô-la bằng sô-cô-la sữa thật nha các em. Một số bạn hỏi chị Bia Đỏ là sô-cô-la này có ăn được hay không. Thì sô-cô-la này ăn được rất là ngon. Một trứng chị Bia Đỏ mua là khoảng 2,5 đô, tức là khoảng 60.000 đồng. Thật là thơm. Bây giờ chị Bia Đỏ sẽ lấy ra, lấy đồ chơi ra nào. Rồi, tiếp tục. Wow, không biết cái gì bên trong đây. 1, 2, 3. Trước hết kiểm tra cái tên của bạn này đã nha. Không biết chú lùn nào đây. Cũng là bạn Branch. Nhưng mà bạn Branch số thứ nhất là số 1. Bạn Branch number 1. Bạn hồi nãy là bạn Branch number 2. Rồi bây giờ chúng ta gắn tóc lên. Bạn này có tóc màu đen. Bạn này hình như hơi buồn thì phải, đúng rồi. Tội nghiệp quá. Quả trứng troll number 3. Ra đây bạn ơi. À, bạn này là Puppy đây các em. Cái bạn có tóc màu hồng là Puppy, là một nhân vật nữ rất là vui tính trong phim. Rồi, trứng thứ 3. Mở ra nào. Xoay trước nào. La 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 la, mở ra. À, nhìn trứng sô-cô-la rất là dễ thương phải không các em? Thử để cái trứng sô-cô-la này trên chiếc xe cẩu này. Xe cẩu đang chở trứng đi đâu đây? Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu mở ra thôi. Không biết cái gì bên trong đây, hồi hộp quá các bạn ơi. Đó, mở ra nha. Ôi, sao cứng quá vậy? Cái này rất là cứng các em. Chúng ta phải dùng rất là mạnh tay đây. Chúng ta phải bóp xuống và xoay. Rồi, ra rồi. Đây là bạn gì đây? Đây là chú lùn gì đây các em? Đây là bộ phim troll mới ra. Chắc có thể là nhiều bạn nhỏ chưa biết. Đây là bạn Greek. Bạn này cũng có mái tóc màu xanh các em. Rồi bây giờ chị Bia Đỏ cũng sẽ gắn tóc vào cho bạn này luôn. Đây là những người lùn đây. Những chú lùn, cái này giống những chú lùn trong phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đó các em. Nhưng mà đây là những chú lùn khác nha. Đó, chú này sẽ đứng bên đây luôn. Rồi bây giờ đến trứng tiếp theo nha. Không biết chú lùn gì bên trong đây đây.
1, 2, 3, lấy ra nào. Đây là bản gì đây các em? Để chị Vi Đỡ xem cái tên nha. Wow, đây là bản Puppy. Wow, rất dễ thương. Puppy màu hồng đây, đây là bạn nữ. Đây là một nhân vật vui tính nhất trong bộ phim. Đó, một nhân vật hết sức là hài hước. Nhân vật nữ nha các bạn nha. Đó, tóc màu hồng luôn. Các em hãy so sánh bạn nhỏ này, bạn tí hon trong trứng, và với cái bạn trồ bự này. Chị biết đổi mua riêng đây, bạn nào dễ thương. Chị đã thích hai cái luôn. Rồi, bạn này đứng bên đây nha. Tiếp tục cái trứng cuối cùng, đây là đáy mình gài một chú trồ cuối cùng đây, vào một quả trứng cuối cùng luôn. Mở ra xem nào. Nhìn quả trứng màu nâu sô-cô-la thật là dễ thương làm sao các em. Rồi bây giờ chúng ta thử đặt quả trứng lên chiếc xe cẩu của chú chó này xem sao. Rồi thả trứng ra. Rồi đây là gai đáy mình. Wow, cùng tên với cái bạn hồi nãy đó. Bạn này có mái tóc màu trắng đây. Rất là lạ phải không các em, đó là ngộ nghĩnh. Chị biết đã hy vọng là các em sẽ xem bộ phim này sớm nha. Đó, đây là đáy mình gai đây, hai bạn này giống nhau. Hai đứa mình giống nhau nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ tất cả các trứng sô-cô-la này đi vào vòng chơi. Yeah. Rồi trong tất cả các chú lùn này, các em thích nhất là chú lùn nào? Chị biết đã thích bạn Puppy, tức là bạn có mái tóc màu hồng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở đồ chơi khác nha. Đây là bộ làm vòng đeo tay nom nom. Đó các em, chúng ta có thể tự thiết kế những cái vòng đeo tay của chúng ta đây. Trong đây có 28 cái miếng để chúng ta trang trí lên những cái vòng đeo tay. Bây giờ chị Vi Đỡ sẽ mở ra nha. Các bạn ơi, mình thích quá. Chị Vi Đỡ ơi, mở nhanh ra đi. Rồi, chị Vi Đỡ mở ra được rồi đây. Trong đây có 2, 4, 4 cái dây đeo tay. Wow, mùi rất là thơm các em. Mùi nó thơm giống như là bánh kem vậy đó. Bên đây có 4 cái sợi dây đeo tay và rất nhiều cái đồ trang trí ở bên trên. Đây. Mỗi đồ... Bây giờ chị Vi Đỡ sẽ tự thiết kế cho mình một cái nhé. Chị Vi Đỡ sẽ lấy cái này ra và tự đặt vào những cái khác. Wow, hôm nay chị Vi Đỡ làm vòng đeo tay đẹp quá các bạn ơi. Các bạn hãy xem nha. Thank you.
Rồi, chị Bích Đã đã làm xong 4 vòng, bây giờ chị Bích Đã sẽ đeo vào thử nha. Rồi, các em hãy cho chị Bích Đã biết là các em thích nhất là cái nào nha. Chị Bích Đã sẽ đeo màu hồng trước. Đây, màu hồng đây. Xong rồi, rất dễ thương phải không các em? Bây giờ tiếp tục màu vàng nha. Đeo màu vàng vào, màu vàng có thiết kế khác nhau luôn. Rồi, còn hai cái trên đây nữa các em. Rồi, tất cả là 4 cái, các em thích nhất là cái vòng đeo tay nào? Màu vàng, màu hồng nhạt, màu hồng đậm hay là màu xanh? Rồi, video của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi. Các em hãy cho chị Bí Đỡ biết là các em thích cái vòng đeo tay màu nào. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký nha. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Bye.